Thánh Louis. Thánh Louis sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Cha ngài là vua Louis thứ 8 và mẹ ngài là bà Blanche de Castille. Ngài được rửa tội tại Poissy. Để ghi nhớ ơn phúc rửa tội, ngài thường ký tên là Louis de Poissy. Ngay từ tuổi ấu thơ, Louis đã được hấp thụ từ nơi người mẹ thánh thiện và đầy nghị lực một nền giáo dục hoàn hảo. Chúng ta sẽ còn nhớ mãi lời khuyên mà người mẹ đạo đức đã nói với con mình: "Con ơi, mẹ yêu con trên hết mọi sự, nhưng mẹ thà thấy con chết ngay bây giờ trước mặt mẹ, còn hơn thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa." Năm Louis lên 12 tuổi, vua cha từ trần. Sau 3 năm trị vì, ngài lên nối ngôi cha. Vì từ nhỏ tuổi, mẹ ngài nắm quyền nhiếp chính. Để bảo đảm, vị thái hậu tinh tế này đã đưa con tới Reims để được phong vương ngày 1 tháng 12 năm 1226. Nhưng điều bà tiên đoán đã xảy ra, nhiều lãnh chúa đã chống lại quyền cai quản của thái hậu. Họ không tới dự lễ phong vương. Trong hoàn cảnh này, thái hậu Blanche đã tỏ ra có tâm hồn cương nghị, quyết đương đầu với mọi thử thách. Cũng trong thời gian đầy sóng gió này, ưu tư lớn lao nhất của bà là huấn luyện lòng đạo đức cho người con yêu quý của mình. Năm lên 20 tuổi, Louis vâng lời mẹ kết hôn với quận công Marguerite, miền Provence. Quận công cũng là người nổi tiếng về lòng đạo đức, tinh thần và sắc đẹp. Châm ngôn của nàng là: "Hoàng hậu của trần gian, nhưng là tớ nữ của trời cao." Năm sau, khi tới tuổi trưởng thành, Louis lãnh lấy quyền cai quản quốc gia. Những người nặng tinh thần thế tục nghĩ rằng một khi thoát ách của thái hậu, Louis sẽ thông minh theo nếp sống lạc thú xa hoa. Họ lầm, vua thánh Louis lại càng tỏ ra đạo đức hơn. Hàng ngày, ngài trung thành đọc kinh nhật tụng, tham dự thánh lễ và thăm viếng các nhà thương. Ngoài những ngày giữ chay theo luật buộc, ngài ăn chay suốt mùa vọng, mọi thứ sáu trong năm và mọi ngày vọng mừng Đức Mẹ. Có người kêu trách nếp sống đạo đức của ngài, lấy lẽ rằng nó làm hại cho việc nước. Thánh nhân trả lời: "Nhiều người kỳ cục quá, họ cho việc siêng năng cầu nguyện của ta là một trọng tội, và rồi họ sẽ chẳng nói năng gì nếu ta để giờ đi săn bắn vui chơi." Đi đôi với lòng đạo đức, vua thánh Louis còn bày tỏ lòng thương người một cách đặc biệt. Mỗi chiều thứ bảy, ngài có thói quen rửa chân cho một số người nghèo khổ tật bệnh và mời họ ăn cơm do chính ngài tự tiếp. Vị đại thần bực bội vì thói quen này. Một lần kia ngài hỏi ông: "Một là bị phong cùi, hai là phạm một tội trọng, ngươi chọn đàng nào?" Viên quan trả lời: "Hạ thần thích 30 tội trọng hơn là bị cùi." Và vua đáp lại: "Ngươi dại dột quá, nhà ngươi không biết rằng còn có một bệnh nào ghê tởm bằng tội trọng, vì phạm tội trọng thì giống hệt như quỷ sứ." Lòng quảng đại của vua Louis còn lan rộng ra ngoài biên giới quốc gia. Vua Paul Doi II, hoàng đế Constantinople, xin vua Louis trợ giúp và để đền ơn. Ông đã biếu cho thánh Louis những báu vật liên quan đến Chúa Cứu Thế, như mão gai mà quân lính đã đội đầu Chúa Giê-xu. Thần dân dưới quyền vua thánh thiện được hưởng an bình thịnh vượng. Dầu vậy, ngay vào năm 1242, Hugues de Lusignan nổi loạn chống lại nhà vua. Với sự trợ giúp của đứa con ghẻ là Henry thứ ba, vua nước Anh, vua Louis tỏ ra là một người có khả năng lãnh đạo. Ngài đã dẹp tan cuộc nổi loạn với chiến thắng ở Telepole. Cùng với trí can cường, vua Louis còn triệu tập đoàn binh thánh giá hai năm sau đó. Cuộc xuất chinh mang lại thành quả ban đầu với chiến thắng tại Rapienta, miền châu thổ sông Nin. Nhưng vào tháng 4 năm 1250, ngài trở thành kẻ chiến bại và bị bắt làm tù binh. Được thả,
Thánh nhân qua Palestine cho đến khi mẹ ngài qua đời ngày 26 tháng 11 năm 1252, ngài mới trở về tiếp tục công cuộc trị nước. 10 năm sau, vua Louis xuất chinh lần thứ hai. Tháng 7 năm 1270, ngài cùng binh sĩ từ Aiguilles Mortes đến Africa. Nhưng ít tuần sau đó, ngài mắc bệnh đậu lào và qua đời tại Tunis ngày 15 tháng 5 năm 1270. Một đời sống với Chúa, Thánh Louis đã chết trong bình an với lời nguyện dâng mình: "Con tiến vào nhà Chúa, con sẽ tôn thờ Chúa trong thánh điện ngài, và con sẽ tôn vinh danh Chúa." Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.